xin chào các bạn trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách in file excel không bị mất cột giả sử như ở đây tôi có một bản dữ liệu và bảng dữ liệu của tôi á rất là dài giả sử như bây giờ tôi muốn là in cái bản dữ liệu này ra thì khi tôi in cái bảng dữ liệu này ra á nó chỉ in được tới cột là điểm tổng kết nghề còn ba cột như là xếp loại phòng thi và ghi chú nó sẽ không được in ra rồi bây giờ tôi sẽ xem kết quả trước khi in này đó ở đây này nó chỉ in được tới cột là điểm tổng kết nghề ở đây á nó vẫn thiếu ba cột vậy làm sao để chúng ta có thể là in được tất cả các cột trong bảng dữ liệu này thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm đầu tiên á các bạn chúng ta sẽ vào tab bay layout tiếp theo ở đây các bạn để ở nhóm là scale to fit ở đây á nó có tùy chọn là width và height bây giờ chúng ta muốn in không bị mất cột á thì ở một quýt các bạn chúng ta sẽ chọn là một thì ban đầu á nó ở chế độ là automatic tức là nó in tự động mà nó in tự động á nó chỉ in được tới cột là điểm đầu kết nghề còn bây giờ chúng ta chỉ cho phép in các bạn dữ liệu này trên bộ tờ giấy mà thôi thì ở đây á tôi sẽ chọn là một bay này đó rồi bây giờ tôi sẽ so trước khi in Thì lúc này các bạn quan sát này Lúc này ba cột như là xếp loại Phòng thi Và ghi chú Nó sẽ hiển thị Và bảng dữ liệu của chúng ta Nó đã hiển thị đầy đủ Và không thiếu con nào hết Đó các bạn quan sát này Rồi bây giờ tôi sẽ in thử nha Ở đây á Tôi không có máy in Nên bây giờ tôi sẽ in trên máy in ảo Rồi bây giờ tôi sẽ chọn vào printer Tôi chọn là Microsoft Print to PDF Còn nếu mà các bạn có máy in thật á Thì các bạn chúng ta chọn vào máy in thật nha Rồi ở đây tôi không có máy in Nên tôi sẽ in máy in ảo Rồi ở đây tôi sẽ in trang 1 Tiếp theo tôi chọn vào Print Ở đây tôi sẽ lưu file là Ở một desktop này Đặt tên là file in Bấm vào save Đó Lưu ý nha các bạn có máy in thật Thì các bạn chọn vào máy in thật nha rồi kết quả khi in ra Nó sẽ hiển thị như thế này Đó bạn thấy không Lúc này á toàn bộ bảng dữ liệu Nó không bị mất cột nào hết Nó hiển thị đầy đủ Rồi đối với trang 2 trang 3 cũng làm như vậy nha Đó như vậy là trong video vừa rồi Tôi vừa hướng dẫn cho bạn Cách in file Excel không bị mất cột Nếu thấy video hay hiểu ích Thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem Cảm ơn bạn đã theo dõi